Ôi, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì hôm nay mấy anh em YouTube dẫn bé Phượng Anh đi uống nước. Hồi nãy là mới đi mua cái điện thoại rồi. Thì bé kêu là ít khi mà được ra ngoài uống nước, ra ngoài ăn cái này cái kia. Thì hôm nay dẫn bé đi uống nước. Thì hồi nãy con kêu món gì á? Trà đào. Trà đào hả? Thì hôm nay cũng có một cái chị là tên là Hương Nguyễn, là Việt Kiều Mỹ, sống ở bên nước bên Mỹ. Thì hồi trước thì cũng có xem kênh của các anh em để chia sẻ hoàn cảnh, thì chị cũng nói là cũng mời anh em ly nước. Thì hôm nay cũng có mấy anh em YouTube ở đây nên là chị Hương Nguyễn chị cũng mời anh em cũng như là bé Phương Anh luôn hả. Hôm nay con thấy vui không? Dạ vui, kiểu này chắc bác không ngủ được, hôm qua thì ngủ được, ngủ ngon lắm. Để sáng thức dậy sớm để cho em dọn dẹp nhà. Con nói lớn lên con. Hôm nay chắc con không ngủ sớm được với cái niềm vui này, vui quá. À. Dạ. Hôm qua thì ngủ ngon, hôm nay không ngủ ngon, chắc hôm nay không ngủ ngon. Vui quá. Hôm bữa cũng vậy, chứ hôm bữa nói lập kênh YouTube con cũng vui lắm. Cái sáng dậy mệt rồi, chưa phải ngủ trưa lại. Nhưng mà bây giờ các khán giả góp ý là con không nên mở kênh YouTube. Bây giờ mở kênh YouTube là sao có thời gian mà học hành? Người lớn nói sao thì nghe vậy ha. Dạ. Ừ. Tại vì là cái điện thoại này mua cho con nó thì cũng có lý do. Con biết lý do tại sao không? Dạ có, là cô Hạnh mua cho con là vì cô Hạnh muốn làm bạn với con, vì cô Hạnh biết là con không có bạn để chơi, chứ cũng không có ai chỉ cho con cách làm người lớn. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nên cô Hạnh mua cho con cái điện thoại để có gì Zalo hoặc là gọi điện để chỉ dạy con. Ý là những cái chuyện thầm kín đấy ha. Nhiều khi con không biết hỏi ai, không cái vấn đề đó nó rất là tế nhị nhưng mà nó rất là thực tế trong cuộc sống. Bất cứ con nhà cũng vậy thôi, khi mà tuổi mới lớn thì có rất là nhiều điều gọi là tò mò về giới tính rồi cái vấn đề này kia, thì chị Hạnh chị cũng hiểu được điều đó. Thì nói chung là thôi, mong sao thì con cũng có cái điện thoại rồi con, với mục nó có hai cái sử dụng điện thoại là nó có hai mặt nhá. Con phải chắc chú cũng sẽ cài những cái phần mềm để chú sẽ kiểm soát cái thời gian con sử dụng. Để con không lạm dụng quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như ảnh hưởng đến việc học tập của mình ha. Để sử dụng một cách hiệu quả thôi, chứ không nên chơi game rồi lên mạng, nó có rất là nhiều điều mà nó nguy hiểm ở trên đó, con không biết trước được nhá. Nên mục đích chính là mua điện thoại này để nói chuyện với cô Hạnh, đúng không? Không phải là mua điện thoại nói chuyện với cô Hạnh, cũng như là để cô có cái phương tiện để cô trò chuyện với con nhiều hơn, tại vì cô thấy rất là tội con. Rồi quý vị khán giả cũng rất là nhiều người cũng tội bé Phượng Anh. Nói chung là câu chuyện này chia sẻ lên nó có nhiều cái luồng ý kiến trái chiều. Thì cũng mong là quý vị khán giả hãy thông cảm, tại vì ở đây là mọi người ông bà cô chú anh chị là rất là thương bé Phượng Anh. Mong muốn bé Phượng Anh có điều kiện được đi học thôi. Chứ còn người lớn thì ai làm gì thì người đó chịu, thật sự những đứa trẻ không có lỗi gì hết. Rồi thì hôm trước á, chú cũng thấy là có những chú YouTube kia dẫn con đi ăn phở đúng không? Dạ. Thì con nói là con chưa bao giờ con được ăn phở hả? Dạ. Nói lớn lên con. Một năm rồi chưa được ăn phở. Một năm rồi chưa được đi ăn phở? Dạ. Ô vậy chứ bình thường ba mẹ không dẫn con đi à? Dạ, hồi đó có em tiên nhỏ thì có, giờ có hai em sinh đôi. Lúc có hai em sinh đôi là con ít ăn. Dạ, từ khi có em nhỏ ra là con không ăn. Nhưng mà ba mẹ có đi ăn không? Dạ, không. Cả nhà không ạ? Ý là ba mẹ có đi ăn không? Hay là cả nhà không ai ăn hết? Hay là ba mẹ đi ăn bỏ con ở nhà mình? Dạ không. Có khi đó trừ khi mà chưa có em nhỏ, có em lớn, có mình anh em đó thì dễ đi lại đồ mua. Hồi đó đi ăn với em nhỏ là chở nguyên gia đình đi ăn một tuần một lần hoặc là ngày nào cũng ăn. Hồi đó có điều kiện. Từ khi mà có em hai em sinh đôi là con giảm ăn lại, giảm ăn phở lại. Một tuần thường là một tháng hay một lần. Trời là ơi. Từ khi có em nhỏ con không được ăn nữa. Vậy hả? Nhưng mà cũng có nhiều khán giả thắc mắc là tại sao mà ba con kêu là một ngày cho mẹ tiêu xài vặt thôi là 500 ngàn rồi. Dạ, mà có một tô phở mà cũng không cho con ăn được là sao kỳ vậy? Dạ, tại hồi đó là
có em tin có xài cái đó, với em với hai em sinh đôi cũng còn xài cái 1.500.000. Còn lúc đó thì cũng ít ăn, và còn ăn từ khi có em út ra là không còn xài 500.000 nữa, và cũng không được đi ăn nữa. Cái đó cái gì em? Chè nào của bé bên này, bé bên đấy. Nước cam Trời ơi, cả một năm mà không được ăn phở luôn. Trời ơi, con uống nước đi, nước ra con uống đi, tội nghiệp không? Thì nói chung là tới thời điểm này, khi quý vị các bạn theo dõi câu chuyện này thì có rất là nhiều ý kiến, và bản thân Huy Hùng cũng tiếp nhận tất cả những ý kiến đó, và cũng đã đọc bình luận của quý vị các bạn cũng đã biết có rất là nhiều ý kiến, nhưng mà thôi cũng xin mong quý vị các bạn hãy thông cảm, tại vì là cũng mục đích là mọi người thương bé Phương Anh thôi, chứ còn bản thân anh Hận hay là vợ anh có sai hay có như thế nào đó thì người lớn chịu, thật sự những đứa trẻ nó không có tội gì hết. Đây là những mạnh thường quân thật sự là từ bữa giờ thì cũng chỉ giúp cho bé Phương Anh là chính thôi, chứ còn bản thân anh Hận thì cũng ngay kênh của Huy Hùng cũng chưa giúp một số tiền nào lớn cho anh Hận hết, cũng chỉ có 500 hay là 1 triệu 2 triệu gì đó thôi để mua sữa cho mấy bé thôi. Còn đâu những số tiền khác của ai giúp đó là của những kênh khác, chứ không phải là trên kênh của Huy Hùng. Tại vì khi Huy Hùng muốn giúp đỡ một hoàn cảnh nào đó thì mình sẽ tìm hiểu rất là kỹ, mình phải tìm hiểu gọi là đa chiều luôn, chứ không phải là mình đột ngột mà mình giúp đỡ một cách gọi là không xem xét đâu. Nên mọi người cứ yên tâm, đây là chủ yếu là thương bé Phượng Anh, muốn giúp đỡ cho bé có điều kiện cũng như là được đi học, cũng như là có điều kiện sống tốt hơn thôi. Con lâu bao nhiêu lâu rồi con mới được uống cái ly, con uống hồi nãy con uống cái món gì đó, bao lâu mới được uống cái món này? Nửa năm rồi mới được uống cái món này hả? Hồi nãy con gọi món gì á? Món trà đào. Trà đào hả? Dạ. Trời ơi, nửa năm rồi mới được uống, có thích đi ăn uống này không? Dạ cũng không, con ăn em ở nhà cũng được ăn cũng kỳ. Em ăn mà con ở nhà không được ăn là nó kỳ ấy hả? Dạ, cũng nhà. Nhưng mà em con nhỏ xíu thì em đâu ăn được những cái món này. Không ăn được thì uống. Ý là mình cũng ngại thôi đúng không? Chứ còn em thật ra em đâu ăn được những cái này. Dạ. Em mới có 1 tuổi với lại mấy tháng đâu ăn được những cái này. Dạ. Uống sữa rồi thôi chứ. Dạ. Bây giờ em với con gì con cũng muốn em với con ăn chung. Làm gì cũng chung. Ăn chung với con, tại con sợ con ăn mà em không được ăn á. Tội em. Con đi ra ngoài con thấy ba mẹ mà chở con đi ăn uống á, con nhìn thấy cái cảnh đó có cha có mẹ con có buồn không? Ví dụ là đi ra ngoài đường á, thấy người ta chở con đi á, hoặc là những người mà bằng con á được ba mẹ chở đi ăn đi chơi á, con thấy những hình ảnh đó thì con thấy con khát khao mình được như vậy không? Dạ có, hồi đó thì có, bây giờ thì không, tại giờ cũng có em rồi với ba mẹ cũng ít có đi nữa. Nên giờ vừa em rồi con cũng phải chịu thôi, chứ sao giờ đòi cũng được đi cũng đâu. Phải chịu. Dạ. Nhưng mà thật sự á, thì trong câu chuyện này chú vẫn có nhiều cái dấu hỏi nghi vấn về cái vấn đề ví dụ như mẹ ruột của con á, con nói mẹ ruột không thương con, nhưng mà theo như chú nghĩ chắc người mẹ nào chắc cũng thương con thôi, nhưng mà chắc do mẹ con có một cái lý do gì đó chắc ẩn trong lòng nên mới bỏ con như vậy. Chứ con nghĩ mẹ ruột có thương mình không? Chắc có đó chứ. Dạ. Con nghĩ không. Con nghĩ không á hả? Tại sao con nghĩ như vậy? Tại con nghĩ là không có mẹ ruột nào mà nói con mình chết hồi nhỏ. Tại vì nhiều khi có một cái lý do nó chắc ẩn mà mẹ mà con đành lòng phải bỏ con như vậy. Dạ. Chứ còn thường thì mình không phải tuyệt đối, nhưng mà ít có cha mẹ nào mà bỏ con cá như vậy lắm. Dạ. Có một điều nó đều có một cái lý do hết. Còn đâu cũng có trường hợp là bỏ, nhưng mà nó cũng hiếm thôi. Hả? Mà hồi đó con ở với mẹ tới năm mấy tuổi thì mẹ mới bỏ đi? Dạ... Năm 10 tuổi. Năm 10 tuổi hả? Dạ. 10 tuổi thì con ở với mẹ cũng lâu chứ. Mẹ con tên gì? Mẹ đẹp không? Mẹ xinh gái không? Con quên mẹ, mặt mẹ lâu rồi con. Gì mới có mấy năm mà đã quên mặt mẹ rồi? Mà đâu phải là con ở với mẹ từ nhỏ đến lớn đâu, con ở với ông bà nội mà. À là hồi nhỏ con ở với ông bà nội? Dạ, mẹ ít thăm con lắm nên con cũng không nhớ mặt mẹ nữa. Trời, kỳ vậy trời. Sao người mẹ mà kỳ cục vậy ta? Cha con nhớ, cha thì lâu lâu cũng có gọi hoặc là xuống chơi, còn mẹ thì ít có xuống chơi lắm. Mẹ ít khi xuống chơi lắm hả? Dạ. Nên con quên, mau quên mặt mẹ lắm. Trời ơi, tội nghiệp không?
Nói chung là mọi người cũng rất là thương con, giống như kiểu là cũng muốn giúp đỡ con bằng mọi cách, nhưng mà thật sự trong hoàn cảnh này khó thật, cũng không biết làm sao luôn, khó để giải quyết. Giờ mà con ở với ba mẹ như bây giờ hiện tại thì thật sự là mọi người rất khó để giúp đỡ con. Con hiểu không? Dạ có. Hiểu như thế nào nói chung nghe coi. Dạ hiểu là dân mình còn cha mẹ, người ta không còn cha mẹ thì chú ấy giúp mình đỡ Không người phải, không phải, đó không phải lý do. Thôi nói chung là con thôi cũng nói chung là đủ đầy đủ gia đình. không phải, thôi uống nước đi. Con không hiểu đâu, người lớn mới hiểu được thôi. Anh chú uống gì chứ? Con uống đi. Anh chết. Mà bây giờ đi học thì khi nào mới học ta? Chắc phải đến tháng tháng 9 đúng không? Tháng 8 hả? Thì tháng 5 nghỉ hè. Tháng 5 nghỉ hè. Nói chung là nếu con đi học lại thì con phải học thật giỏi vào. Như chú này ngày xưa cũng rất là khó khăn, và cũng chỉ có con đường học thì mới giúp mình gọi là thay đổi cuộc sống thôi. Nên là phải học cho thật giỏi vô, học quyết tâm vô, tự mình học thôi chứ đừng có ai ép buộc mình hết á. Ép người khác, ép buộc mình học nó sẽ không hiệu quả. Nên là tự mình phải học là sao cho tốt. Nghĩa là mình mục tiêu của mình là bây giờ là đang tuổi ăn học, mục đích chính là học thôi, mình không nghĩ đến những cái vấn đề khác, đúng không? Kể cả bây giờ mua điện thoại vậy thôi, cũng phải trên mạng nó có rất là nhiều cám dỗ nhá, không được tin những lời trên mạng, không được tin những lời dụ dỗ của người khác. Con nên nhớ một điều, không ai tốt với mình ngoài cha mẹ mình ra, với lại những người thân ông bà của mình nhá. Nên những người trên mạng mà ai mà tỏ ra cái sự mà tốt với mình và dụ dỗ mình là con phải đề phòng ha. Đó là bị dụ dỗ là bán đi luôn á, chết, nguy hiểm lắm. Con biết điều đó không? Con có biết là có nhiều người bị bán không? Nhỏ giờ con xem phim con cũng thấy Phim gì bây giờ ngoài cuộc sống luôn chứ, phim gì ngoài cuộc sống thực tế luôn á, đâu có phải là phim đâu. Nên là con phải hết sức cẩn thận nhá. Nên là sử dụng điện thoại này là nó là con dao hai lưỡi đó, nên là các chú cũng rất là lo lắng, nhưng mà cũng mong con sẽ hiểu nghe nhá. Sử dụng cẩn thận vô, không có tiếp xúc với người lạ nhá, không nói chuyện với người lạ, những ai mà khả nghi và nói với ba mẹ với mấy người lớn. Bây giờ ngoài ba con còn người thân nào khác không? Bây giờ ngoài ba ra con thân nhất với ai nữa, những người tin tưởng nhất của con là ai? Hả? Cha con cũng chưa tin tưởng cha mấy. Tại sao lại không tin, tại sao lại không tin tưởng cha mấy? Nhưng khi cha quên trước quên sau con nói với cha quên. Thế bây giờ bị chú hỏi ý là ngoài cha ra còn con còn người thân nào khác nữa không? Còn ai mình thân còn ai yêu thương con ngoài cha con? mẹ mẹ ghẻ Mẹ nào? mẹ ghẻ Mẹ ghẻ hả? Mẹ ghẻ mới yêu thương con hả? Mẹ ghẻ mới yêu thương con thì mẹ ghẻ đâu bỏ đi như vậy. Không lẽ ông bà cậu mợ gì gì đó không có ai hết hả? Trời ơi sao kỳ á. Thế có gì dượng gì không, cậu mợ rồi anh chị gì đó? Có mà cũng mới dưới quê cũng không có liên lạc với con. Còn ngày xưa con ở dưới quê là con thân nhất với ai? Anh nhất là ông bà nội kết nghĩa ở dưới quê. À con có ông bà nội kết nghĩa hả? Dạ. À, thì ý là chú muốn tìm hiểu để chú cũng có hướng để giúp đỡ con á. Vậy là con lên đây giờ con chẳng còn ai là người thân hết ha, có mỗi ba con thôi. Mà lỡ khi ba có chuyện gì đó mà mình cũng không biết làm gì, cầu cứu ai luôn. Nhờ người hàng xóm. Hàng xóm thì đâu phải là người thân đâu. Thì đúng là bây giờ tất nhiên là có chuyện gì đó thì mình phải qua mình nhờ hàng xóm rồi. Ý chú đang hỏi là những người ruột thịt thân thiết với mình á. Thôi cố gắng lên ha, tội nghiệp. Nói chung là mọi người, các cô chú như cộng đồng mạng rất là thương con á, con có biết điều đó không? Có biết tại sao mọi người thương con không? Có tới tuổi mà phải giữ em làm hết việc nhà và nghỉ học. Ngày xưa con ở nhà chắc một mình con làm việc hết, trông hết mẹ em đúng không? Ăn uống đúc rồi con làm hết đúng không? Vậy mẹ là chơi thôi hả? Con hồi đó thì mẹ nấu ăn với mẹ rảnh mẹ chụp hình.
nên thành mẹ nhiều á. Nói chung là đa số là con làm. Con làm hết, con đúc em ăn rồi con cũng làm này cái kia hết đúng không? Còn mẹ là hay nằm chơi không? Dạ, mẹ nằm chơi với em nhỏ thôi mẹ. Mẹ cũng cớ á. Mẹ nằm chơi thì em ngoan lắm, em chỉ ngồi đó mẹ giật lại, mẹ nằm với mẹ bắn điện thoại. Ý là mẹ kêu là mẹ trông em, mẹ nằm chơi, mẹ bắt con làm. Dạ. Con có thấy buồn không? Dạ, có. Cũng có buồn chút đúng không? Dạ. Ừ. Nói thẳng ra thì bếp của anh là có nhiều người nói con là ở nhà giống như là người giúp việc vậy á. Nhìn thấy mẹ cũng nói, mẹ nhìn khi mẹ làm vài việc á, bây giờ mẹ làm để con đút em hoặc là mẹ con đang cần việc gấp á, còn việc linh tinh đó hoặc là sắp khách đến, có khách quý đến hoặc là có ông bà đến mà ông bà ở kỹ á, dần dẹp nhà sạch sẽ thì con làm công việc gấp trước, mẹ làm công việc chưa gấp sao. Mẹ làm, mẹ nói làm vô xin nữa đỡ suốt ngày làm việc hoài. Nói chung là mẹ cũng mượn cớ để trốn việc ha, đẩy việc cho con. Khi mẹ nói mày ở đó mày sung sướng á, mày ta giữ em, mày giữ em không mày có làm gì đâu, thấy ngày làm gì đâu, mày chỉ có việc giữ em chăm. Trời em, ơi em, giữ em là cực mệt. Hồi đó tao giữ cậu tư của mày á, là anh trai của tao á, mệt hơn gấp 4 lần đứa này nữa. Trời ơi, có hồi một đó, đứa thôi là sao mà mệt hơn 4 đứa nữa. Dạ, hồi đó mẹ nói là mẹ giữ cậu Tư á, là cậu Tư thì có một người chứ mấy. Dạ, mà con tư giữ tới 4 người lắm. Cậu Tư khó lắm, ở với mẹ mẹ cậu Tư nữa á, khó. Là mỗi lần ăn đút á, phải đi khắp làng khắp sớm chịu ăn, không là khóc. Thì nói chung là tóm lại là con ở nhà con phải làm nhiều, mẹ làm ít. Dạ. Nói vậy là mọi người hiểu rồi. Mẹ than thiền, mẹ làm ngu xin mệt rồi phải tối giữ em. Tại mẹ giữ em mẹ mệt, mẹ giữ có một em mẹ mệt á, là lý do là em khóc là âm sầm á. Mẹ bực bội, mẹ la, mẹ ghét âm sầm nhớ lắm. Nhưng mỗi khi con làm có việc chút xíu đi là mẹ làm tâm quát lên á, là tại mẹ lo chuyện này chuyện kia vô, mẹ la. Mẹ la hả? Dạ. La làng hả? Dạ. Với mẹ la cái từ từ hồi nữa mẹ khóc. Tại mẹ nhõng nhẽo á, với mẹ quạo á, nhưng khi mẹ giận lắm là không có trả lời gì hết. Hoặc là mẹ đi ra chỗ khác. Mẹ kể đó hả? Đi chừng nào trai về thôi. Nhưng mà có lần nào mẹ bực mình quá mẹ cấm gì mẹ phang con chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Phang con cái gì khi về cha la mẹ. Cha cũng không có cho mẹ uống con. Cha không cho mẹ đánh con hả? Dạ. Có lần nào đánh con, mẹ đánh con mà cha về cha la mẹ chưa? Dạ không, cha lộn, mẹ không có đánh con. Mẹ không đánh hả? Dạ. Mẹ chỉ có la thôi hả? Dạ. La mới bắt làm việc thôi gì? Dạ la đa số là nhiều, ngày nào mẹ cũng la. Nói chung là la con mới bắt con làm việc nhiều. Nói chung là mọi người khi mà tới quay thì cũng hiểu rồi. Thấy con làm quá trời làm luôn. Lo chăm mấy đứa em, 4 đứa em luôn. Coi như một mình con chăm chứ ai chăm. Còn từ ngày mà mẹ bỏ đi bây giờ một mình tay con chăm hết hả? Trời ơi, thì một mình con, rồi ba thì cũng chăm mà ít đúng không? Dạ. Có mình con là lo cho 4 đứa luôn. Dạ. Trời ơi, ba thì ít khi chăm hơn, dạ. Hay bấm điện thoại đúng không? Dạ, tại cha bấm điện thoại là thứ nhất cha gọi đi về người thân, trả lời những câu hỏi của người khác hỏi về mẹ đâu á. Với người gọi điện để xin địa chỉ nhà ở đâu để họ biết để họ đến từ thiện. Với cha cũng nói chung là nhiều khi cha rảnh thì cha bấm điện thoại, còn mấy chú lại quay á là cha con bấm. Khi mấy chú lại chưa có lại quay á là cha cũng bấm điện thoại, mà nhiều khi cũng có làm công việc và giữ em con phụ, lúc đó thì không có người nhắn tin hoặc là gọi điện để trả lời. Nói chung cha là con, nhiều lý do. Dạ, cha con xài hai cái điện thoại lần nên cũng liên từ tiền. Trời ơi, cái điện thoại của mẹ cái gì? Dạ, nhầm khi. Nhưng mà vậy sao cha không cho con cái điện thoại đó? Dạ, tại cái điện thoại đó là có công của mẹ, của mẹ kế gì? Dạ, thứ nhất là đi kiếm mẹ, thứ hai là làm việc làm ăn của cha là kiếm tiền. Nên không có cho con xài, sợ là mất công việc của cha là không có được. Thì thôi bây giờ cứ cố gắng ngoan thôi, chứ con thật sự bây giờ con cũng rất là cực, một mình mà trông 4 đứa nhỏ như vậy. Nhiều người lớn cũng không thể làm được điều đó, rất là mệt. Thì con bây giờ thì con vui nhất điều gì?
cảm thấy vui nhất trong những ngày qua điều gì? Dạ, vui nhất là được mấy chú lại quay, có rất nhiều người ủng hộ gia đình con, giúp đỡ gia đình con những khó khăn. Mẹ con buồn nhất là điều gì? Dạ, buồn nhất là mẹ bỏ đi. Mẹ bỏ đi? Dạ. Con mong mẹ quay về hả? Tội nghiệp em. Tội nghiệp em còn rất nhỏ. Em nhỏ thì cần mẹ, không bằng áp cho ngoài bằng mẹ đó. Nói chung là ai chăm sóc cũng không bằng mẹ đúng không? Dạ. Rồi tối qua bao nhiêu cô đó lại rồi tối ngủ sao trời? Bốn năm người con gái ngủ trong nhà. Đây là một căn nhà đi. Con với cô mấy cô Trinh với mẹ em ở bên đây, còn cha nằm bên đây. Nguyên một cái mùng to nó nằm chung nhau hết. Dạ, có một cô không nằm mùng được, nằm giỏng cơ thì nằm kế mùng luôn. Còn hai cô là nằm trong mùng. Dạ. Trời ơi, hai cô nằm trong mùng cùng với cha. Không, với con. Với con với cha luôn gì? Dạ không, cha nằm riêng. À, cha nằm mùng riêng hả? Dạ. Rồi tối qua con cũng nhăn mùng nữa, cha cũng nằm niệm không. Rồi, tối qua nằm đông vậy có vui không? Dạ, có. Nói chung là chú vô nhà con, chú bây giờ chú rối luôn nè. Chú nhìn không biết ai với ai luôn. Nhìn mà hai ba người con gái ở trong nhà, bó tay luôn. Dạ. Không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Dạ, bây giờ giảm bớt đi hai cô rồi. Một cô Tranh á, thì đi về Cà Mau để đi làm. Còn cái cô kia quên rồi. Cô kia thì về nhà để đi làm công việc gì đó, cô không biết mà cô chỉ biết đi làm việc. Dạ, cô nói là thứ bảy đi lại nhà con để chơi với mấy em, lâu lâu lại thăm. Chung là bây giờ nhà con là khiến mọi người rối rồi. Dạ, còn chỉ còn có cô Thí thôi. Nó tùm lum hết. Cô Thí là người giữ chính. Rồi con uống nước đi. Con uống nước đi. Không biết đi lâu vậy cha có la không? Sợ cha la hả? Không, mới ngồi chút xíu thôi mà. Nhưng khi con đi lâu á, lo mấy em ở nhà. Lo mấy em ở nhà hả? Dạ. Nhưng mà hôm nay còn mấy cô kia rồi, sợ lo gì nữa. Nhưng khi cô vẫn cẩn thận. Hả? Nhưng khi cô vẫn cẩn thận, cũng sợ. Con sợ mấy em bị té rồi này kia ha. Dạ. Vậy thôi mình tranh thủ uống rồi mình đi về ha. Vậy trông em tiếp. Dạ. Trời ơi. Có người trông em mà vẫn sợ. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Thì quý vị các bạn... Nói chung là bản thân mình chia sẻ cái câu chuyện này tới bây giờ cũng rất là rối, cũng không biết là như thế nào luôn. Nhưng mà mình sẽ tìm hiểu cho kỹ và rõ ràng, chứ không vội vàng hấp tấp, nên quý vị các bạn cứ yên tâm. Rồi quý vị có cái ý kiến, cái quan điểm như thế nào, hãy góp ý vào cái phần bình luận của video. Rồi quý vị các bạn hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để được đón xem những video một cách nhanh nhất. Thì cảm ơn quý vị các bạn, xin kính chào và hẹn gặp lại.